kênh Mộc Liên Xa trân trọng chia sẻ đến quý đạo hữu câu chuyện vua A Xà Thế Ajatasutta sám hối quy y Phật, diễn đọc Quỳnh Phong. Hoàng tử A Xà Thế giết cha. Hoàng tử A Xà Thế bị đề bà Đạt Đa xúi dục âm mưu sát hại vua cha chính là Tần Bà Tà La để chiếm ngôi. Nhưng công việc bị bại lộ, A Xà Thế bị bắt quả tang và người cha đầy lòng từ bi đã không đành lòng xử phạt xứng đáng như quần thần cầu xin. Trái lại, còn nhường ngôi vàng cho hoàng tử vì thấy con thèm muốn làm vua. Và để trả ơn, vì hoàng tử bất hiếu kia vừa lên ngôi đã liền hạ gục vua cha và ra lệnh bỏ đói cho chết dần. Chỉ một mình hoàng thái hậu được phép vào thăm nom. Mỗi khi đi, bà lén giấu đồ ăn trong túi áo của mình đem cho chồng. A Xà Thế hay được liền quở trách mẹ. Sau đó bà lại giấu trong đầu tóc. A Xà Thế cũng đã biết được. Rồi cùng đường, bà tắm rửa sạch sẽ, sau đó thoa vào mình một thứ đồ ăn được làm bằng mật ong, đường và sữa. Đức vua đã gọt lấy món ăn này để nuôi sống bản thân, nhưng A Xà Thế cũng bắt được và ra lệnh cấm hẳn mẹ không cho phép vào thăm vua cha nữa. Lúc này Đức vua Tần Bà Ta La cam chịu đói, thế nhưng trong lòng vẫn không hề oán trách con. Ngài đã đắc quả Tư Đà Hoàng, vậy nên thản nhiên mà cố gắng đi lên xuống kinh hành, thọ hưởng hạnh phúc tinh thần. Nhìn thấy vua cha vẫn vui tươi, A Xà Thế nhất định giết cho khuất mắt, nên hạ lệnh cho người thợ vào khám, rồi lấy dao bén gọt gót chân của vua cha, sát dầu và muối vào, rồi hơ trên lửa nóng. Khi người cha bất hạnh nhìn thấy người thợ cạo đến thì mừng thầm, ngỡ rằng con mình đã biết ăn năn hối cải, cho người đến cạo râu tóc để rước về. Trái với sự mong ước của ngài, anh thợ cạo đến chỉ đem lại cho ngài cái chết vô cùng thê thảm mà thôi. Vào ngày hôm đó, vợ của vua A Xà Thế hạ sanh một hoàng nam. Tin lành đến tai vua, một lượt với tin vua Tần Bà Ta La chết trong ngục. Tin chánh hậu sanh hoàng nam được đọc trước, nỗi vui mừng của A Xà Thế không sao kể xiết. Cả người nghe nhẹ nhàng vui sướng vô cùng. Tình thương của một người cha lần đầu tiên chóng nở trong lòng, mặn nồng sâu sắc, nó thấm sâu vào từng khớp xương ống tủy. Đứa con đầu lòng là một nguồn yêu thương, là cơ hội để cha mẹ thưởng thức một tình thương mới mẻ, đậm đà, vô cùng trong sạch. Nhưng cảm giác đầu tiên của người mới được đứa con đầu lòng dường như đưa họ vào cảnh giới kỳ lạ, khiến họ có cảm tưởng rằng máu huyết của mình đã đổ giọt ra để nối tiếp mình. Ngài tức khắc, A Xà Thế vội vã chạy đi tìm người mẹ yêu dấu và hỏi: "Thưa mẫu hậu, lúc con còn nhỏ, phụ hoàng có thương con không?" "Tại sao con hỏi lạ vậy?" "Mẹ tưởng trên thế gian này không tìm đâu ra một người cha lành như cha của con. Để mẹ thuật lại cho con nghe. Lúc mẹ còn mang con trong lòng, ngày nọ mẹ nghe thèm lạ lùng một món kỳ quái. Đó là mẹ thèm nút vài giọt máu trong bàn tay mặt của cha con. Mà nào mẹ dám nói ra. Rồi càng ngày mẹ càng sanh sao. Để rồi sau cùng mẹ phải thú nhận với cha con. Vừa nghe xong, cha con đã vui vẻ lấy dao rạch tay cho mẹ nút máu. Ngày lúc đó, các nhà chiêm tinh trong triều đình tiên tri rằng con sẽ là người thù của cha con. Do đó, tên con được gọi là A Xà Thế. Cái tên Ajatasuttu có nghĩa là kẻ thù chưa sanh. Khi đó, mẹ đã có ý định giết con ngay trong lòng. Thế nhưng cha con lại cản mẹ. Một hôm, con có cái nhọt trên đầu ngón tay, nhức nhối vô cùng, khóc suốt ngày suốt đêm, không ai dỗ được. Cha của con đang cùng bá quan phân xử việc triều đình. Vậy mà khi nghe thấy, cha con đã cầm lòng không đặng, ẵm con trong lòng và không hề một chút ngần ngại, ngậm ngay ngón tay của con trong miệng, nhẹ nhẹ nút cho con đỡ đau. Gượm thay, cái mục nhọt bể ra, máu mủ tuôn ra trong miệng cha con, nhưng mà sợ lấy ra, con sẽ nghe đau. Vậy nên cha của con đã nuốt luôn vào bụng, cả mủ lẫn máu. Phải, một người cha hết lòng thương yêu con, vì tình phụ tử đậm đà, đã nhẹ nhẹ nuốt hết, vừa máu vừa mủ.
Nghe đến đó, bỗng vua A Xà Thế đứng phắt dậy, kêu lên như điên cuồng: "Hãy chạy nhanh lên, thả ra lập tức người cha yêu quý của trẫm!" Nhưng than ôi, người cha yêu quý này đã ra người thiên cổ. Tin tức thứ nhì được trao tận tai vua A Xà Thế. Vua vừa xúc động rơi lụy đầm đìa. Lúc bấy giờ, ông mới nhận định rằng chỉ khi bắt đầu làm cha thì mới có thể biết được tình cha thương con như thế nào. Đức vua Tần Bà Ta La băng hà và tức khắc tái sinh vào cảnh trời tứ đại thiên vương, tên là Janava Saha. Về sau, đức vua A Xà Thế được gặp Đức Phật, trở nên một thiện tính lỗi lạc và tạo được nhiều công đức trong một kết tập tam tạng đầu tiên. Trân trọng kính mời quý khán thính giả đăng ký kênh Mộc Liên Xa để được nghe thêm nhiều tài liệu Phật giáo. Câu chuyện được tiếp tục như sau. Đức vua A Xà Thế quy y Phật, tác giả Toàn Không, Tăng Nhất A Hàm, quyển 3, từ trang 182. Có một thời, Đức Phật ngự tại vườn xoài Kỳ Bà Già thuộc thành La Duyệt, nước Ma Kiệt, cùng với 1250 đệ tử đều là bậc thánh, ngoại trừ tôn giả Ananda thị giả của ngài. Lúc bấy giờ, nhằm ngày rằm tháng 7 trăng tròn sáng, vua A Xà Thế bảo với phu nhân rằng: "Này là ngày trăng tròn sáng, vậy thì ta nên làm gì đây?" Phu nhân thưa lại rằng: "Hôm nay là ngày rằm, cũng chính là ngày thuyết giới, vậy nên tổ chức đàn ca múa hát vui chơi." Nghe rồi không hài lòng, vua hỏi thái tử Ưu Đà Gia: "Còn con, ta nên làm gì đây?" Thái tử thưa lại rằng: "Thưa cha, đêm trăng sáng tỏ, vậy nên tập hợp 4 binh chủng đi đến nước nào không hàng phục để chinh phục họ." Khi nghe những lời này, vua không vừa ý, lại hỏi hoàng tử Vô Quý như thế. Hoàng tử thưa rằng: "Nay có Phạm Chí Bạc Lan Ca Diếp rất giỏi toán số, thông thiên văn địa lý, mọi người đều tôn trọng kính ngưỡng, vậy nên đến hỏi Phạm Chí vị phụ vương sẽ nói lý nhiệm mau." Nghe qua những lời này, vua cũng không vừa ý, mới quay qua hỏi đại thần Tu Ni Ma: "Đêm nay trăng sáng đẹp, ta nên làm gì đây?" "Có thầy A Di Chuyên thấy rộng biết nhiều, cúi xin đại vương đến hỏi điều nghi." Khi nghe qua đại thần nói lời này cũng không vừa lòng, lại hỏi Bà La Môn Bà Sa như trên. Đại thần Bà Sa tâu rằng: "Có thầy Cù Già Lâu ở gần đây, cúi xin đại vương đến đó để hỏi thầy ấy." Vua nghe nói như vậy cũng không hợp ý, bèn hỏi Phạm Chí Ma Đặc giống như vậy. Phạm Chí Ma Đặc liền thưa rằng: "Như đêm nay trăng sáng tỏ, đại vương nên biết thầy Bí Hưu Ca Diên là người cực kỳ tài giỏi, xin đại vương đến hỏi ý thầy ấy." Nghe những lời này, đức vua cũng không hợp ý, bèn hỏi đại tướng Sách Ma: "Đại tướng hãy cho ta biết, đêm nay trăng sáng, vậy thì ta nên làm gì?" "Có thầy Tiên Tức Lưu Trì giỏi rành thuật toán, đại vương có thể đến hỏi ý kiến của ngài ấy." Nghe đại tướng nói vậy, vua cũng không vừa ý, bèn hỏi đại thần Tối Thắng tương tự như vậy. Đại thần tâu rằng: "Đại vương nên đến chỗ của Ni Kiền Tử đọc nhiều kinh sách, là bậc tối thượng trong các bậc thầy, ở gần ngay đây thôi, xin đại vương đến đó để hỏi." Khi nghe qua, đức vua cũng không hợp ý. Vua lại nghĩ rằng: "Những người này đều si mê, không phân biệt chân ngụy." Lúc bấy giờ vua nhìn quanh, thấy còn Dương Tử Kỳ Bà Già đang đứng đằng xa vẫn chưa hỏi. Vua lập tức hỏi ngay: "Còn Dương Tử Kỳ Bà Già nghĩ sao? Hôm nay trăng tròn sáng, vậy thì ta nên làm gì đây?" Dương Tử bèn đến trước đức vua quỳ tâu rằng: "Hôm nay trăng sáng, Đức Như Lai đang ngự trong vườn của thần cùng với 1250 đệ tử tỳ kheo, vậy thì cúi xin đại vương đến hỏi nghĩa này. Bởi vì một lẽ Như Lai là bậc giác ngộ, nên không có gì ngài không thông suốt rõ thấu, biết việc trong ba đời, ngài sẽ giải tỏa tất cả những thắc mắc nghi ngờ cho đại vương." Khi vừa nghe qua lời Dương Tử Kỳ Bà Già, vua A Xà Thế cực kỳ vui mừng, thiện tâm phát sinh, liền khen ngợi rằng: "Lành thay Dương Tử, nói lời rất đáng ưa, vì thân tâm của ta rất nóng bức bồn chồn không yên, vô cớ giết phụ vương. Lâu nay
ta thường suy nghĩ rằng có ai hiểu được tâm ta. Này, những điều Dương Tử nói chính là trúng ý ta, rất lạ kỳ. Nghe đến Như Lai, tự nhiên ta tỉnh ngộ. Ông hãy mau ra lệnh chuẩn bị 500 voi đực, 500 voi cái, 500 cây đèn để đến chỗ của Như Lai. Dương Tử tâu rằng: Thưa dân đại dương. Dương Tử Kỳ Bà già liền ra lệnh cho sửa soạn, chuẩn bị đầy đủ nhanh chóng. Khi xong, thưa vua mọi việc đã sẵn sàng. Lúc bấy giờ, vua đem quần thần đi theo đến giường xoài của Dương Tử. Khi gần tới nơi, nhà vua bỗng thấy sợ hãi, liền hỏi Kỳ Bà già: Này, ta không bị gạt chứ? Ông không đưa ta tới chỗ hoàng gia đó chứ? Dương Tử tâu rằng: Thật không có chuyện đó, xin đại dương tiếp tục đi, không nên nghi ngờ nhiều. Đi thêm một đoạn nữa, vua cũng còn sợ hãi, lại nói rằng: Không lẽ ta bị ông gạt à? Đã nghe nói Như Lai với 1250 đệ tử, như vậy đông lắm, làm sao mà ta không nghe tiếng đông gì cả vậy? Dương Tử thưa rằng: Đệ tử của Đức Phật thường hành thiền định, không có ồn ào, đã tới nơi rồi, xin đại dương xuống xe đi bộ, không nên làm ồn náo Như Lai. Vậy là Đức vua A Xà Thế liền xuống xe đi bộ, vào trước cửa của giảng đường, đứng im lặng quan sát, rồi hỏi Dương Tử: Đức Như Lai hiện giờ ở đâu? Bấy giờ trong thánh chúng có vị tỳ kheo nhập quả quan tam muội, trong giảng đường không có đèn, vậy mà lại sáng trưng. Dương Tử chỉ Đức Phật và nói rằng: Như Lai đang ngồi ở chính giữa, ngài ngồi ở chính giữa đại chúng tỳ kheo. Vua bảo với Dương Tử rằng: Thật là kỳ lạ, thật đặc biệt. Tất cả ngồi yên không cử động gì. Do nhân duyên gì bên trong không có đèn mà lại có ánh sáng vậy? Dương Tử thưa rằng: Là do sức tam muội nên đã phóng ánh sáng. Vua lại nói rằng: Như nay ta quan sát thánh chúng tỳ kheo rất là yên lặng, mong cho thái tử U Đà Gia cũng được yên lặng dù gì như vậy. Lúc bấy giờ, vua A Xà Thế chắp hai tay tự xưng tên, sau đó nói rằng: Cúi xin Như Lai cho phép con được gặp mặt. Bên trong, Đức Phật bảo rằng: Đại dương, hãy tới đây. Đức vua nghe thấy tiếng của Đức Phật, lòng rất vui mừng. Đức Phật thấy nhà vua đang đi vào, bèn gọi dương hiệu. Khi đó, vua A Xà Thế đến chỗ Phật, nằm dốc gieo sát đất, hai bàn tay chạm vào chân Phật và nói rằng: Cúi xin Như Lai rủ lòng từ mẫn, nhận sự hối lỗi của con, phụ dương vô tội mà đem giết hại. Vậy cúi xin Như Lai nhận lòng ăn năn, sao không tái phạm, tự hối lỗi trước, sửa tâm về sau. Đức Phật bảo rằng: Này chính phải thời, đúng lúc cải hối, đừng để mất cơ hội. Người đời có lỗi, tự mình sửa đổi, đó gọi là thượng nhân. Đúng thời sám hối, ở trong giáo pháp của ta rất là quảng đại. Khi Đức vua lễ dưới chân Phật và nói lời sám hối xong, ngồi qua một bên và thưa rằng: Con có việc muốn hỏi, Thế Tôn cho phép thì con mới dám nói. Đức Phật lại bảo: Có nghi nan, hợp thời cứ hỏi. Đức vua bạch rằng: Đời này tạo phúc, được thọ báo hiện đời chăng? Đức Phật nói rằng: Từ xưa đến giờ, đại dương đã đem lời này hỏi ai chưa? Đức vua thưa rằng: Xưa con từng đem lời này hỏi nhiều người khác rồi. Con xin trình bày. Con đã hỏi Phạm Chí Bức Lan Ca Diếp: Thưa thầy, đời này làm phúc, được quả báo hiện đời chăng? Bức Lan Ca Diếp đáp rằng: Không phước, không bố thí, không quả báo thiện ác đời này đời sau, đời không có người thành tựu A-la-hán. Đang khi con hỏi về thụ nhận quả báo, thầy ấy trả lời không, ví như có người hỏi dưa đem dừa ra đáp, thầy ấy cũng vậy. Lúc ấy con nghĩ, thầy Phạm Chí này không giải được nghĩa bậc hào tộc dòng vua chúa hỏi, nên vẫn giải chuyện khác để mà trả lời thừa Đức Thế Tôn. Lúc đó thật sự con rất muốn chặt đầu thầy ấy, không chấp nhận lời nói ấy, con liền bỏ đi. Sau đó con đã tìm đến chỗ của Phạm Chí A Di Chuyên, cũng hỏi tương tự như vậy. A Di Chuyên đáp rằng:
nếu ở bờ sông bên trái giết hại chúng sanh tạo tội vô lượng, cũng không có tội, cũng không có quả báo ác. Thế Tôn, lúc đó con lại nghĩ, ta hỏi về nghĩa thọ báo hiện đời, người này đem việc sát hại trả lời, cũng như là có người hỏi lê đem táo đáp lại vậy. Con liền lập tức bỏ đi. Sau đó con lại đến chỗ cụ Già Lâu cũng hỏi nghĩa này. Ông ấy đáp rằng ở bên phải sông làm công đức không thể tính kể, trong đó cũng không có quả báo lành. Bây giờ con nghĩ điều ta hỏi rốt cuộc không trả lời về lý ấy, còn lại tiếp tục bỏ đi. Rồi vào một hôm khác, con đã tìm đến chỗ Bỉ Lưu Ca Diên hỏi y như vậy. Ông ta lại đáp rằng chỉ có một người ra đời, một người sanh tử, người qua lại chịu khổ vui. Lúc này con lại nghĩ hỏi về quả báo lại đem chuyện sinh tử là nói, còn lại tiếp tục bỏ đi. Tiếp theo con lại tìm đến chỗ của tiên tỷ Lưu Trì để hỏi cùng một câu hỏi như vậy. Ông ta lại trả lời đời quá khứ diệt, không tái sanh lại, tương lai chưa đến cũng lại không có, hiện tại chẳng dừng trụ, dừng trụ tức biến đổi. Khi đó con lại nghĩ nay hỏi về hiện đời lại đem việc ba đời ra đáp, vậy là con lại tiếp tục bỏ đi. Nhưng rồi con lại đi nữa, đến chỗ của Ni Kiền Tử và hỏi thế nào Ni Kiền Tử, đời này làm phúc có được quả báo hiện đời không? Ông ấy lại trả lời không nhân duyên chúng sanh trói buộc, cũng không nhân cũng không duyên chúng sanh dính mắc trói buộc, không nhân không duyên chúng sanh sẽ thanh tịnh. Khi đó con lại nghĩ những phạm chí này đều là người ngu si mê muội, không biết phân biệt chân giả, như là người mù không mắt, như thể người điếc không tai, không trả lời được nghĩa ta đã hỏi, như đùa cợt với dòng dõi vua chuyển luân vậy. Vậy là con lại lập tức bỏ đi. Nhưng mà thưa Thế Tôn, nay con xin hỏi về nghĩa đó, đời này tạo phúc hiện thụ báo chăng? Cúi xin Thế Tôn giảng rộng nghĩa này. Bấy giờ Đức Phật lại bảo rằng này ta hỏi nghĩa đại dương, tùy chỗ ưa thích mà trả lời. Đại dương có đem sách vở, rượu ngon, nhà cửa, quan chức để mà ban thưởng cho kẻ tôi tớ hầu cận chăng? Đức vua thưa rằng dạ có. Đức Phật lại tiếp tục bảo nếu như người tôi tớ ấy làm việc nhọc nhằn qua thời gian lâu dài, đại dương có ban thưởng cho họ không? Đức vua bạch tùy theo công trạng ban cấp cho đồ vật, không để cho sự oán trách. Đức Phật lại bảo rằng do vậy mà biết rằng đời này làm phước được quả báo hiện tại. Thế nào đại dương, người đó có địa vị cao, lại chu đáo với dân, lễ độ, có ban thưởng không? Đức vua đáp thưa dân, Thế Tôn cho ăn cùng mâm với con, không để cho oán hận. Đức Phật lại nói do phương tiện này mà biết trước kia xuất thân rất thấp, dần dần có nhiều công lao, đồng hưởng thú vui với vua, do điều này nên hiện đời làm phúc được thọ quả báo hiện đời. Người có công lao ấy trải qua nhiều năm công lao đến tâu với vua rằng hạ thần đã lập công lao, bệ hạ biết rõ người ấy muốn xin đại dương được toại nguyện, đại dương có cho phép không? Vua bạch rằng tùy theo sở nguyện của người ấy, không trái. Đức Phật lại bảo rằng người có công lao ấy muốn tự tạ đại dương, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, xuất gia tu đạo, vua có cho phép không? Vua trả lời thưa dân, cho phép. Đức Phật lại hỏi nhà vua thấy người ấy mặc áo cà sa, xuất gia học đạo ở bên cạnh của ta, giả dụ người có công lao với vua, người ấy trì giới trọn vẹn, không trái phạm hạnh, nhà vua làm gì họ? Đức vua bèn thưa con sẽ giúp đỡ, cúng dường tùy thời lễ bái. Đức Phật lại nói do phương tiện này nên biết hiện đời làm phước được thọ quả báo hiện tại. Giả dụ người ấy đã là sa môn,
dứt hết xấu xa, ái tận, có tâm giải thoát, trí tuệ giải thoát, tự thân chứng đạo, tự biết sinh tử đã dứt, khuôn phép, phạm hạnh đã thành, việc làm đã xong, không còn thụ thân sao nữa. Biết một cách như thật như vậy, đại dương sẽ làm gì? Con sẽ cúng dường suốt đời thức ăn áo mặc, thuốc men vật dụng đầy đủ, không để thiếu thốn bất kỳ thứ gì. Đức Phật lại bảo, do vậy nên biết đời này làm phúc, được thọ báo trong hiện tại. Giả dụ người ấy hết tuổi thọ, diệt độ nơi cảnh giới vô dư niết bàn, vậy đại dương sẽ làm gì? Vua bạch, sẽ xây tháp lớn ở ngã tư đường, dùng hương hoa, tấu nhạc, tràng phàn bảo cái cung kính cúng dường. Đức Phật lại nói, do phương tiện này nên biết đời này làm phước, được hưởng thọ hiền báo. Đức vua lại thưa Phật, này, còn do những thí dụ vừa rồi đã hiểu rõ, hôm nay Thế Tôn nói nghĩa đó, từ nay về sau, con xin tin thọ nghĩa đó. Cuối xin Thế Tôn thâu nhận con làm đệ tử, con tự quy y Phật Pháp tỳ kheo. Này, con lại sám hối đã ngu si, phụ dương không có lỗi đã đem sát hại. Này còn đem thân mạng tự quy y, cuối xin Thế Tôn trừ tội này. Vẫn nói diệu pháp khiến con được an ổn dài lâu. Con đã biết là tội ác là không có căn lành. Đức Phật bảo vua, trên đời có hai hạng người khi qua đời được sinh cõi trời. Một là người không tạo gốc tội mà tu thiện. Hai là người tạo gốc tội mà sám hối việc đã làm. Rồi Ngài liền nói kệ, người làm hành rất ác, hối lỗi chuyển sang nhẹ, luôn hối không lười nghỉ, gốc tội sẽ nhổ sạch. Cho nên này đại dương, nên dùng chính pháp trị dân, chớ dùng phi pháp. Người dùng chính pháp cai trị, khi qua đời sinh cõi trời, người ấy lại được người đời truyền tụng. Xưa kia có vị vua như vậy, dùng chính pháp cai trị không công vậy, lại được sống thọ không bị chết yểu. Vậy nên đại dương nên phát tâm hoan hỷ, hướng về ba ngôi Phật, Pháp, Tăng. Như vậy đại dương nên học điều này. Bấy giờ vua A Xà Thế từ chỗ ngồi đứng dậy, lễ lạy Phật, cáo từ lui ra về. Đức vua đi chưa xa, Phật bảo các tỳ kheo, nếu vua A Xà Thế không giết cha, đã được sơ quả của bậc Sa Môn, tuy vậy ngày nay cũng được hạnh phúc lớn, được lòng tin vô căn. Cho nên tỳ kheo, người làm tội nên tìm phương tiện thành tựu lòng tin vô căn. Trong hàng ưu bà tắc, tức là cư sĩ nam, người được lòng tin vô căn là A Xà Thế vậy. Trân trọng kính mời quý khán thính giả đăng ký kênh Mộc Liên Xa để được nghe thêm nhiều tài liệu Phật giáo.